Xin chân thành cảm ơn Asus và MSI đã tài trợ cho chuyến đi Computex lần này. Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang đứng tại booth của MSI tại sự kiện Computex 2018 và mình hỏi các bạn thử một câu nhé. Theo như các bạn, mẫu laptop nào là khủng nhất thế giới? Chắc là sẽ có nhiều bạn nói đấy chính là chiếc Acer Helios 300 đúng không? Nhưng mà theo mình, đấy không phải là chiếc laptop khủng nhất thế giới, bởi vì nó còn có nhiều thứ mà các bạn sẽ không thể nào mà cảm nhận được. Và bên cạnh mình đây, theo mình đánh giá là một chiếc laptop, nó cũng không phải là khủng nhất nhưng mà nó là cực kỳ khủng, và khủng hơn con Helios 300 nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì cấu hình của nó. Đây là một chiếc laptop thông thường nhưng mà bên trong nó, nội tạng của nó là linh kiện của những chiếc PC. Đấy, linh kiện nó là những chiếc PC, thế nên là nó cực kỳ mạnh. Nhìn qua thì các bạn sẽ thấy đây là một chiếc GT75 của MSI, nhưng mà đây là chiếc VKT75 chứ không phải là chiếc GT75 đâu nhá. Vỏ là GT75 nhưng mà ruột là VKT75. Nhìn qua bàn phím cũng là của GT75 luôn, touchpad cũng thế. Nhưng mà touchpad sẽ có một điểm khác là các bạn sẽ có một cái cảm biến vân tay ở đây, thì nó sẽ bảo đảm là chiếc máy tính của các bạn sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Và linh kiện bên trong của bạn là sử dụng của PC, thế nên là các bạn có thể customize rất là nhiều cấu hình khác nhau. Ví dụ như ở đây MSI đã cho chúng ta về những option cấu hình khác nhau. Ở đây maximum chúng ta có thể có là Intel Xeon E5 luôn. Đấy, quá là ngon, quá mạnh, nhiều nhân, xung cao, ổn định các thứ. Hoặc là các bạn có thể gắn vi xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 8, nó cực kỳ mạnh. Hoặc là các bạn có thể mua 8700 về gắn vào 6 nhân 12 luồng xung cao các thứ, dùng mượt mà luôn. Rồi card đồ họa sẽ là Quadro P5200 16GB DDR5, một mẫu card đồ họa chuyên dùng để làm đồ họa hay là làm việc về kỹ thuật tính toán các thứ. Card đồ họa này thì trên desktop của nó có giá là 5000 đô, giá quá là cao. Rồi về màn hình các bạn cũng có thể tùy chọn luôn, các bạn sẽ có hai option màn hình khác nhau là màn hình Full HD hoặc là màn hình 4K trên kích thước là 17.3 inch. Nếu như laptop thông thường các bạn sẽ chỉ nâng được lên là 64GB mà thôi, thì với mẫu VKT75 này các bạn có thể nâng là 128GB. Dùng đây là RAM ECC, RAM tự sửa lỗi, thế nên là độ định của nó là cực kỳ ngon. Còn về ổ cứng thì các bạn sẽ có hai khay để các bạn gắn ổ cứng là 2,5 inch và hai khe SSD M2. Thế nên là SSD M2 các bạn có thể hỗ trợ tối đa là 3TB. Rồi ổ cứng 2,5 inch ổ HDD các bạn hỗ trợ tối đa là 9TB. Một dung lượng quá là lớn và rất phù hợp với cả những ai làm việc chuyên nghiệp. Và với tổng option thế này, nếu như các bạn nâng max option thì các bạn sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền? Đấy chính là các bạn sẽ phải bỏ ra là 10.000 đô và khoảng 250 triệu. Vậy với 250 triệu các bạn có thể làm được những gì? Thì đây, MSI đã cho nó chạy thử một phần mềm mô phỏng, đấy chính là phần mềm ANSYS. Thì nó có thể chạy một cách rất là mượt mà, cũng như là phân tích một cách rất là chính xác. Ngoài ra nó còn có thể chạy như những phần mềm như là 3D Smart hay là Revit, rồi là vân vân. Không có một phần mềm nào mà con máy này ngán cả. Nó có thể cân được tất cả phần mềm khác nhau về workstation, hoặc là nó có thể làm server luôn, bởi vì độ ổn định của nó là rất ngon. Và hệ thống tản nhiệt của GT75 thì các bạn hãy cứ yên tâm là hệ thống tản nhiệt của GT75 quá ngon. Và kể cả khi các bạn ốp những vi xử lý hoặc là những GPU mạnh như này vào thì nó vẫn sử dụng rất là tốt. Nếu như mình mong là sẽ có một chiếc laptop như thế này về Việt Nam, bởi vì đây là một mẫu laptop để các bạn customize, có nghĩa là các bạn sẽ build cấu hình, đặt vào MSI và MSI sẽ đẩy về Việt Nam. Thế nên là mình mong sẽ có một ai đó mua mẫu laptop này về và cho mình mượn để review. Còn bây giờ thì chắc là mình ôm con này về Việt Nam luôn.